Thời điểm mà em bị tắc sữa đó, em ghét bánh mì lắm. Em chỉ muốn quăng tôi không lát thôi. Tại vì là... anh thấy bạn bè hơi... hay có lỗi với bánh mì. Thì bánh mì nó không ngủ, nó khóc miếng à chị. Em vừa mới dỗ nó ngủ được một cái, nó quay qua tới giờ hút sữa. Hút xong là bả dậy rồi. Bây giờ chúng ta quay trở lại với câu chuyện 3 năm về trước. Bánh mì 2 tuổi rồi thì cái thời gian mà mình mang thai là cách đây 3 năm. Ngày đó nó diễn ra như thế nào nè? Thực ra là tại vì trước đó là tụi em cũng thả được 2 năm rồi. Nhưng mà tụi em không có em bé. Cho nên tính là nếu như năm đó mà không có nữa thì mình sẽ đi làm IVF luôn. Đợt đó thì là vô tình là mình lại bị dính dịch đó chị. Vô tình dính dịch em đã lại một cái chặng đường đau thương của chúng ta mà rất là hồn xui đó. Dạ, mình phải tiếp nhận cái sự đó thôi. Mày dễ thương ha. Dạ. Vô tình dính dịch thì vô tình thôi. Dính dịch thôi. Thì em bị mắc kẹt ở trên Đà Lạt á. Em mắc kẹt ở trên Nhi Linh á. Xung quanh không có ai hết, một cái ruộng rẫy chỉ có nhà em ở trong đó thôi. Thì mình sẽ phải tự canh tác. Bây giờ tính như trời đãi vậy ta. Dạ đúng rồi. Em có hoảng hồn không? Dạ hoảng không biết. Tại vì lúc đó chưa có thực sự lockdown. Mà vẫn được di chuyển, chị đang cho cơ hội để người dân đi về. Mà cũng không có thông báo là lock luôn. Ba mẹ thì đang ở trên đó chơi với nhà anh chị. Thế là tụi em mới kêu là đi lên chơi 3 ngày rồi mình đi về. Thế mình đi lên, thế là lock luôn. Thế là tụi em kẹt ở trên đó. Cho nên là thành ra lúc mà về á, thì là cái ngày hôm đó là có một cái đợt tiêm tiêm vaccine Covid, là cái đợt đầu tiên mở ra. Thì là tụi em là người đi tiêm. Lúc mà tiêm xong có dặn là về mà mệt quá thì uống thuốc, uống hạ sốt. Tại vì sức khỏe của em trước đó rất là khỏe, ít khi nào mà em dùng thuốc lắm. Nhưng mà cái ngày hôm đó quá mệt. Mệt ơi là mệt luôn. Và nghĩ là phải uống thuốc rồi. Thì ông xã em mới đi lục cái tủ ra để lấy thuốc cho em uống. Thì tự nhiên một cái que thử thai đó cái bẹt xuống dưới chân. Mà cái que đó tụi em mua rất là lâu rồi. Mua từ cái lúc mà nung nấu ý định là cái năm đầu tiên cưới á. Là nung nấu có ý định là có em bé á. Thì là đã mua những cái que đó để sẵn nhà để thử rồi. Thì tới cái còn một cái que đó cuối cùng không biết là nó sót lại hay là chán quá mà không thử. Mà nó sót lại một que đó. Thế là những cái que nó rớt ra. Thế là mới nghĩ là ồ, cách đây mấy hôm cũng có rồi đó, để đi thử. Lúc mà em thử em cũng không nghĩ là em có. Tại vì em đợi lâu, cũng lâu á, mà em không thấy nó lên. Chuẩn bị vứt vào thùng rác rồi thì thấy nó mờ. Thì thấy hai vạch nó mờ chị. Nhưng mà kiểu mình là cái này là có bầu hay chưa. Thế là phải gọi điện thoại chị hai. Ủa, cái hồi đó là có bầu là mọi người thử là thử làm sao vậy? Là nó lên hai vạch hay là nó lên một vạch mờ mờ hay là nó lên hai vạch mờ luôn. Fogima, sắc nước bò bầu đỉnh của chớp. Chị hai mới kêu là rồi thôi có bầu rồi đó. Khoan dừng chỗ này đi, để em nói, chị nói em nghe nè. Người ta đã từng mua rất nhiều que thử thai. Dạ. Để người ta thử. Dạ, đúng. Cách đó vài năm thôi. Dạ. Hiểu không? Trước đây không phải là cái que đầu tiên trong đời. Dạ, hiểu chưa? Rồi. Hiểu chưa? Nhưng khi người ta thử tới cái que này và nó lên hai vạch mờ mờ, bỗng dưng cái ký ức của mấy chục cái que lần trước, kiến thức là quên luôn. Không biết gì hết. Kiểu giống như là chưa đụng chuyện thì thôi, đụng tới lại tấm chiếu mới hết luôn. Ngộ ghê ha. Dạ. Rồi cái không biết gì hết. Tự nhiên lúc đó là cái đây là gì, đây là cái gì, rồi tôi là ai, rồi đây là đâu rồi. Dạ đúng rồi, nó y chang đó, em không biết gì hết. Thế là em phải gọi cho chị hai, xong rồi phải gọi cho chị dâu em là nhưng mà có chắc chắn là nó có bầu hay chưa. Mình cũng nghĩ ở trong đầu ngây thơ là chắc là ở quê này cũ rồi, hết hạn rồi đó. Dạ, mua lâu lắm rồi. Cho nên là cứ nghĩ là vậy. Thế là thôi, cuối cùng là ngày hôm đó không biết là vì sao mà chồng em được đi ra khỏi nhà mua cho em 20 cái que thử thai. Mua cho em 20 cái que thử thai chị. Thì tại vì không được đi khám liền. Tại vì lúc đó đi khám là phải xin bệnh viện. Xong rồi có này kia thì mới được đi. Thử từ ngày đó cho tới cái ngày mà mình đi khám luôn. Đúng là sáng nào cũng 5 giờ sáng lôi đầu em dậy, kêu em đi thử đi. Sáng nào cũng 5 giờ sáng lôi đầu em dậy, kêu em đi thử đi, có thiệt không? Chứ tôi hình dung mà ông bác thử hết 20 cái que đó trong một ngày thì nước tiểu ở đâu mà thử cho đủ. Sáng nào cũng kêu là vậy thử lại lần nữa, có thử có không? Cái cảm xúc của ảnh khi mà lần đầu tiên thấy cái que thử thai đầu tiên cho tới cái que thử thai thứ 20 nó có thay đổi không? Thứ 21. Dạ, cảm xúc ngày đầu tiên với cái mấy cái ngày sau đó là ngày nào cũng ra hỏi là có thiệt không thôi. Cái
ngày đầu tiên em đưa ra là đang ngủ, rồi em mới đưa ra kêu là này là gì, này là hai vạch hay, tại lúc đó là đang mấy cái tại Covid đó chị, xong cái kêu là này là cái gì, này là hai vạch, xong cái này là có bầu rồi đó. Cái ngày hôm sau em thử lại á, lúc mà 5 giờ sáng em thử lại là nó chắc chắn nó lên hai vạch đỏ rồi á. Thì cái ngày đó ổng mới kiểu là có con thiệt rồi hả em, thiệt không, có thiệt không, thì lúc đó mới bắt đầu mới khóc. Chứ còn cái ngày hôm trước là ổng không gì hết chị. Tại ngày hôm trước á là kiểu ổng cứ vẫn đang cảm thấy là không tin tưởng mà cái que đó lắm, tại vì cái que đó nó mờ quá đi á. Trước đó là hai vợ chồng em hay coi phim, ở nhà coi phim, luyện phim là gì đó chị, là hay ăn đêm. Nhưng mà em trước giờ không ăn đêm, em kén ăn lắm, em ăn như con mèo vậy đó. Trong cái thời gian đó em ăn nhiều lắm, cái em mập lên. Cái tới cái đoạn mà em có tự nhiên cái em phát hiện ra em có thai, cái tự nhiên em ngán ngang à. Cái tự nhiên em ngán ngang, chị em không ăn nữa gì nữa hết luôn. Xong cái tuần sau đó nữa đi khám về cái bắt đầu ói. Vậy chứ cái món nào mà giúp cho em duy trì được cái sức khỏe của mình? Dạ bánh mì. À cho nên dạ, bạn có ấy cái có tên là bánh mì. Dạ đúng rồi. 3 tháng đầu là nghe mùi gì em cũng ói, nói chung là khó chịu với cái mùi đồ ăn nhiều lắm. Rồi thế thì với một người trẻ năng động như em, cái quá trình mà mình mang thai như vậy thì mình có tìm hiểu thêm những cái kiến thức ở trên các trang mạng xã hội hay là thai giáo cho con trong cái tình hình dịch đó là như thế nào? 3 cái tháng đầu tiên là 3 cái tháng em ngán á, và nó đang bị Covid á, thì ở nhà á, cho nên là nhiều khi em cũng có đọc đó. Em cũng có đọc sơ sơ á, nhưng mà thiệt lòng mà nói là cái lúc mà em có con á, em lại đang không ready cho cái việc có con. Cho nên là cái việc thai giáo của em đối với con á, nó rất là sơ sài. Thì cũng nói chung là đi về thì nói với con vài câu gì đó thì cũng có chứ không phải là không, nhưng mà nó không phải gọi là mình đặt hết tâm hết sức vào đó để mà là nói là mình đọc hết tất cả những cái này cái kia nào để nuôi con, để chuẩn bị cái hành trang nuôi con, thì là em làm rất là giả dối, nó không đúng như kỳ vọng của em. Dạ đúng rồi, nói chung là nó không có phải là mình mang một cái tâm thế là mình chào mừng con, hứng khởi con để mà mình đi tìm hiểu tất cả mọi thứ để mình làm cái điều đó cho con. Chị hai của em thì là một người nuôi con theo khoa học, cho nên mình cũng nghĩ là có chị rồi, nên mình cũng không có tìm hiểu nhiều để làm cái gì nữa. Cho đến lúc mà em được đi làm lại á, khoảng 4 tháng là em đi làm lại rồi, là từ đó cho tới lúc đi đẻ luôn là em đi làm luôn. Còn tuần nữa đi đẻ thì em ở nhà, là lúc đó mới ăn uống nhiều. 3 tháng đầu thì hời hợt dạ. Về chuyện thai giáo, 6 tháng cuối thì đi làm. Dạ, cũng đúng rồi. Không có gọi là không cũng không có cái gì dạ, đúng rồi. Liên kết với con nhiều. Đúng thế rồi. Nhưng khi mà em sanh con em ra thì em lại rất là nhiều kiến thức. Dạ đúng rồi, chính xác. Lúc mà sinh con ra thì nó có quá nhiều vấn đề mà mình cảm thấy là thực ra nếu mà nói là vì con thì cũng không hoàn toàn chính xác. Tức là lúc mà sinh ra rồi thì nó có rất là nhiều vấn đề khiến cho mình stress, và mình cảm thấy mình không có hợp tác được với con, mình cảm thấy rất là nặng nề cái chuyện mà có con. Cho nên là em cảm thấy là em yêu cuộc sống của em yêu bản thân của em không muốn câu chuyện mà mình sẽ bị toxic như thế này, mình không có bị stress như thế này liên tục nữa. Thì em mới bắt đầu đi tìm hiểu thông tin nè, ngày đêm luôn, là em cắm đầu và em luyện con. Thì là em lại được một cái cơ hội nữa là mình có nhiều thời gian để mình đi đọc kiến thức hơn. Mình biết được cái thời gian nào con ngủ thì mình sẽ sắp xếp cái thời gian nó phù hợp. Và mình đọc thêm này kia nọ để mình hỗ trợ, để mình giúp cho cái cuộc sống của mẹ với con nó dễ thở. Và gia đình của mình từ đó nó cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều thứ cái đoạn mà em mới vừa sinh bánh mì. Yes. Đập tay. Tôi thích cái tư duy này. Trời ơi bao nhiêu lâu rồi tôi mới gặp được cái tư duy này. Chúng ta không phải vì con. Dạ. Mà là vì mình. Dạ đúng rồi. Và con được coi là một cái điều kiện tạo cái cảm hứng để các bạn làm điều đó quyết liệt hơn. Tức là ở đây, ok, mình thương con không có sai. Dạ đúng rồi. Nhưng mà chúng ta không có tiếp cận cái việc là mình học hỏi và mình làm một cái gì đó là tại con tôi mới làm cái điều này, mà không có tại tôi. Dạ, tôi cần được hạnh phúc. Dạ. Tôi cần được hạnh phúc và tôi dạy con tôi để tôi được hưởng thụ, chứ không phải là tôi làm cái điều đó là vì đứa nhỏ. Dạ, tại con mẹ phải làm điều này. Không có mẹ ơi, mẹ làm điều đó là cho mẹ đó. Mẹ làm điều đó để mẹ được chủ động, mẹ được yêu bản thân của mẹ. Và dĩ nhiên rồi, là mẹ làm điều đó là con được tính đến, bởi vì lúc này con là đối tác mà. Dạ. Trời ơi, các mẹ mà tiếp cận ở cái góc nhìn này, tự dưng cái các mẹ cảm thấy là mẹ là người được hưởng thụ chính. Trời, nó xuống lắm. Đúng rồi đó. Cái điều này muốn nói lâu lắm rồi mà không được đúng nói đó, đúng không? Mà hồi đó giờ mình nói mà không có người chứng thực á, thì nhiều khi các mẹ nói là làm sao
Nhưng mà đây, đúng rồi. Dạ. Đó, thật ra đúng là chúng ta cũng khá là không công bằng khi mà chúng ta làm bất cứ điều gì cũng là làm vì con. Tội nghiệp tụi nhỏ lắm. Tại vì tụi nhỏ nó đâu có muốn được sinh ra để mà phải vì tụi nó đâu. Dạ đúng. Rồi, rất là tuyệt vời với chia sẻ này. Bây giờ chúng ta quay trở lại với hành trình mang thai đi. Sau 3 tháng em hết nghén rồi, bắt đầu cái công việc đi làm của em, thì cái chuyện mà chưa có sẵn sàng của em á, thì cái em bé trong bụng nó có làm cản trở cái sự đam mê công việc của em hay không? Thực ra là tại vì trước khi mà có bánh mì á, thì em đã làm công việc đó rồi. Và nói chung là cũng được một cái vị trí nó nhất định rồi. Cho nên là cái lúc mà em có bầu bánh mì á, thì nó cũng, mọi người ở trong công ty thì đương nhiên cũng sẽ hỗ trợ mình. Nhưng mà vì cái công việc của em á, thường là nó sẽ phải là mình connect với con người. Cho nên là cái đoạn đó, cái hormone, cái cảm xúc của mình á, nó mình sẽ nóng tính hơn cái đoạn mà trước đây. Với cái tâm lý mà nó cũng bất ổn như vậy thì nó có ảnh hưởng đến em bé trong những cái lần mà mình đi khám thai không? Có dấu hiệu gì không? Trộm vía là đi khám thai thì tâm lý lúc đó em không biết nó ở trong đó, nó có đâu nói được với em đâu. Nhưng mà em trộm vía thì là lần nào đi thì bà cũng cười, bà cũng giơ tay, xong rồi bà cũng xoay mặt ra cho mẹ nhìn. Nhưng mà trong cái đoạn em mang thai thì có một cái lần làm em cảm thấy mình sẽ đứng tim luôn tại chỗ. Cái hôm đó là em bị trễ cái lịch khám là bởi vì em về quê. Xong cái lúc mà đi lên khám thì là trễ 2 tuần rồi, cho nên là em mới kêu là thôi đợi tới ngày mai thì lâu quá tại vì em sốt ruột. Thì là gần nhà em thì có một cái bệnh viện cũng lớn, thế là chui thẳng qua đó khám luôn. Thì lúc mà đi khám ở bên đó, bác nói với em là bị dây rốn bám mép. Bác nói là cái trường hợp này nguy hiểm, đẻ khó rồi thế này kia, rồi em bé có thể suy tim rồi cái gì đó. Tức là một mớ thông tin ở trong đó, nhưng mà lúc đó thông tin nó chỉ là thông tin tiêu cực thôi. Và em tiếp nhận cái thông tin, em là một con người có một cái tâm lý yếu nữa. Những cái thông tin tiêu cực nó nạp hết vào trong người em. Làm khóc bù loa xong rồi em đòi nhập viện, em đòi nằm ở đó luôn để cho người ta theo dõi. Chồng em mới là người kêu em là từ từ bình tĩnh đã, bây giờ phải đi về để đi khám thêm nhiều bác sĩ nữa khác đã, để coi thử là cái trường hợp này nó nặng tới cỡ nào rồi, có phải là như vậy không. Nhiều khi ở đây người ta, tại vì cũng có những cái trường hợp ở đây như vậy mà ở chỗ khác thì không phải như thế. Thì ngày hôm sau em mới quay về cái bệnh viện cũ, bệnh viện quốc tế mà em khám á, thì lần khám đầu tiên với bác đó, sau cuối cùng là bác đó là người đỡ đẻ cho em luôn. Là tại vì trong cái lúc mà em khám rồi đó, bác kêu là bình tĩnh, không có chuyện gì hết. Bác an ủi em, bác kêu là cái này đúng là nó có khó khăn nhưng mà không sao, không đẻ thường được thôi thì mình đẻ mổ. Thì cái này là suy tim, là sợ trong cái quá trình mà mình sinh nó mình rặn á, mà cái này nó bóc tách á thì em bé sẽ không có truyền đủ oxy á, thì mới là sợ suy tim. Rồi bác cũng nói với em là nếu như mà bị như thế này thì cái đường dinh dưỡng vào con á sẽ khó hơn những cái em bé bình thường, là dây rốn nó bám đúng vị trí thì mình sẽ phải ăn nhiều hơn, phải uống sữa để tới quá trình ăn uống của mình nhiều hơn. Mang bầu xong rồi thì cũng phải đẻ. Dạ. Ngày đi đẻ nó như thế nào nè? Trong cái quá trình mà em có bầu á, em coi TikTok quá trời, xong mọi người ăn gỏi khô bò đu đủ á chị. Em thích, mà trước đó là em cũng thích món đó rồi, mà em thèm quá trời thèm luôn. Mà mọi người kêu là ăn cái đó thì sẽ bị chuyển dạ sớm. Em đâu dám ăn đâu. Tất cả mọi thứ em đều có thử một chút, nhưng mà riêng cái món đó là em không đụng. Cho tới cái ngày mà em đi đẻ là hôm đó là em mổ, cho nên là em đã có sẵn cái ngày dự sinh là 4 giờ sáng ngày hôm đó em sẽ nhập viện rồi. Cho nên là cái tối hôm đó trước khi mẹ đi đẻ em đã đóng hết vali rồi. Lúc 4 giờ chiều em nói chị hai, mua cho em 3 phần gỏi khô bò để sẵn nó đi. 3 phần? Dạ đúng rồi. Ăn cho đã thèm, ta nhịn mà. Nhịn chị. Em thèm quá trời thèm. Nhưng mà 3 phần đó là chị hai chồng với mình dạ, hay không là... không, một mình em, còn mấy người kia là mỗi người một phần. Xong cái tối em đi tắm ra là khoảng 11 giờ rồi. Bé em ở trong nhà là nó soạn sẵn ra, nó để một cái oa đó trước cái phòng khách rồi. Nó kêu nè ăn đi. Thì mình ăn, ăn ngon quá trời là ngon luôn. Thì mình nghĩ là giờ mà có vỡ ố đi chăng nữa thì 4 giờ sáng là cũng đi rồi. Nhưng mà không lẽ thiệt. Thế là em ăn xong là 11 rưỡi. Xong đi vào nằm thì ông xã em ngủ trước. Em vẫn còn nằm trên TikTok coi cái này kia nọ. Xong rồi tới cái lúc mà mệt quá là em nhớ chính xác là 12:20 em tắt điện thoại em đi ngủ. Thì em nằm một xíu rồi cũng gần ngủ rồi đó, nhưng vẫn còn thức mê man thôi. Xong mới thấy cái gì nó ấm ấm ở dưới chị. Mình nói đó. Chưa, lúc đó chị biết em nghĩ gì không? Em nghĩ là chắc là cái dịch huyết trắng của mình nó ra thôi. Tại vì em bị huyết trắng nhiều. Cái đoạn mà em có bầu có nhiều khi là nó, một ngày em phải thay chục cái quần, là tại vì nó ra rất là nhiều.
sao mình nằm xíu nữa, kêu thôi nằm xíu nữa nó hết. Cái mình nằm thêm 5 phút nữa, sao vẫn thấy nó không hết vậy ta? Thấy nó vẫn cứ rỉ ra thôi chị, chứ không tòa ra. Một hồi sau cái em mới kêu là thôi dậy. Em mới đậu ông xã là dậy. Thì ông xã lúc mà em giật dậy, giật mình dậy á, là cái ủa tới giờ đi luôn rồi hả em, sao nhanh vậy? Sao nhanh vậy, em mới thấy nằm có một xíu mà không biết chuyện gì hết. Hay là em mới kêu là đi qua kêu chị Nhi đi gọi bác Văn luôn đi. Ông cầm cái điện thoại lướt lên lướt xuống, lướt lên lướt xuống chắc 5 vòng luôn á chị. Em kêu là bác Văn ngay trên đầu á, không cần phải lướt đâu. Thế là ông bấm vô mà ông cũng không biết là ông phải gọi cho bác Văn ông nói gì hết chị. Ông kêu là alo, xong cái ông đứng luôn. Alo alo bác ơi, bác ơi, thôi không biết là mình phải nói cái gì nữa hết. Xong rồi em mới kêu là em vỡ ối rồi, bây giờ làm sao? Thì bác mới kêu là bây giờ đi vô bệnh viện cấp khoa cấp cứu nằm đi. Vỡ ối thì cứ từ từ, tại vì cũng chưa có phải là đẻ liền đâu. Thế là sau khi mà chị hai qua xong thì xách nhau đi bệnh viện. Thì trong cái lúc mà trên đường thì hồi hộp kinh khủng, em chỉ sợ là coi nào nó tọt ra trên xe này không trời, tới không kịp. Mặc dù mình đã đọc rồi nhưng mà mình vẫn có những cái trường hợp người ta đẻ rớt ở trên taxi á chị, nên sợ ơi là sợ. Chị mong cho tới bệnh viện ngay lập tức. Lúc mà tới bệnh viện cái là khỏe rồi, bây giờ muốn làm gì đó thì làm đi. Thì là tới cái đoạn đó thì em mới thoải mái cái tâm lý. 9 giờ sáng hôm sau thì gặp bác sĩ Văn của em để mổ. Rồi từ lúc mà vô bệnh viện cho tới lúc 9 giờ sáng là nó cũng cả một cái hành trình rất là dài. Dạ. Và lúc đó thì dịch cũng mới chớm hết. Dạ đúng rồi. Thì tụi em có phải trải qua nhiều những cái thủ tục về xét nghiệm rồi ông xã em có được vào phòng cùng với em hay không? Tụi em chọn xin ở cái bệnh viện đó là tại vì do em qua review em thấy ok. Cái lúc mà đăng ký phòng xin á thì là em đã đăng ký luôn là dịch vụ là mình sẽ có người nhà đi vào đẻ cùng. Xong rồi tới cái lúc mà em sắp đi đẻ ngày em trước thì mình sẽ phải xét nghiệm mà đó chị. Thì em nhớ không lầm là cái lúc đó là trên 37 hay dưới 37 gì đó thì được gọi là hết, hay là khoảng sấp xỉ 37 thì là không có lây nhiễm nữa rồi. Em nhớ chắc em khoảng 372 hay là 37 gì đó, nhưng mà đại khái nó chỉ còn một xíu nữa thôi là nó thành cái số mà mình sẽ không cần phải ăn. Dạ. Thế là coi như em bị tăng chi phí thêm, là tại vì đội ngũ bác sĩ cũng sẽ phải mặc đồ bảo hộ nè, chồng em không vô được luôn. Gian truân quá ha. Dạ cũng... Thế thì cái lúc mà mình đẻ mình có gian truân không? Cái lúc mà mọi người đi vô, mọi người mặc cái bộ đồ bảo hộ chị, thì mình thấy mình rén rén rồi, mình bắt đầu mình cảm thấy là mình đổi cảm xúc rồi đó. Hay là tới cái lúc mình nằm lên, chuyển mình qua cái băng ca để mình đi á, mà đi có một mình rồi chị, mà cứ nằm nhìn lên trần vậy, xong rồi cứ đi qua mấy cái đèn á chị. Xong rồi mình trí tưởng tượng phong phú mà mình nghĩ giống mấy cái phim mà lên vô bật đèn tắt đèn giống mấy cái phòng phẫu thuật đó. Trời ơi em sợ quá trời sợ. Xong rồi tới cái lúc mà vô trong phòng phẫu thuật thì cũng có một cái chuyện, tức là em bị tim tê cuộc sống. Thì giống như người bình thường thì ngồi vậy là tim được rồi, hoặc là nằm nghiêng là tim được rồi. Cái lúc nó nằm nghiêng á, mọi người thử không tim được. Tới cái lúc mà em ngồi á, đâm vô một nhát rồi chị, nhưng mà vẫn không tim được. Xong cuối cùng á, bác sĩ phải hai bác sĩ đứng ở trên này chị, xong bác sĩ đè xuống như thế này, cắm ý là mặt em nó muốn sát luôn cái chân em luôn á, thì mới chích được cái mũi tê này vào đúng cái vị trí. Xong rồi tới cái lúc mà nằm xuống á, là em mắc ói. Em mắc ói, nhưng mà vì bác mà em buồn ngủ, em díp mắt em buồn ngủ, em mê man lắm. Nhưng mà bác sĩ dặn em là không được ngủ, phải thức. Xong em cứ ráng em ríu mở hai con mắt ra để mình không có ngủ. Nhưng mà lúc đó là em thiệt sự là muốn ói lắm rồi, cái lúc mà lên tới cổ lắm luôn á. Thì bác sĩ ở dưới xong chúc mừng gia đình con trai nha. Em kêu ủa sao con trai, sao kêu bác sĩ a lộn, xin lỗi con gái. Test coi từ thời còn tỉnh không á. Dạ a lộn con gái, mà tại vì ông xã với em là rất là mong con gái. Cái lúc mà em đi siêu âm lần đầu mà biết là con gái chị khóc luôn. Ông xã em khóc. Xong rồi lần nào đi siêu âm ra cũng hỏi em đúng một câu thôi, đó là con gái thì không mẹ, vẫn còn con gái đúng không? Vẫn còn con gái. Câu này là sao? Còn con gái. Cái cảm giác của em khi mà mình nhìn thấy con của mình lần đầu tiên bằng da bằng thịt nè, 9 tháng ở trong bụng mình, coi như là mình cũng gần như là mình không tương tác với con nhiều, mình không có dành cho con nhiều. Đến khi mà mình nhìn thấy con ở thực tế nè thì mình như thế nào? Cái lúc mà em đẻ con ra đó thì chỉ có một thứ em vui thôi, đó là em thấy nó tròn trịa.
Tức là em nhìn thấy nó không như những gì em tưởng tượng. Tại vì em xin bánh mì là có 2,5 kg thôi, thì là bác sĩ bảo là rất nhỏ. Cho nên là cái lúc mà em lên mạng em search coi mấy em bé nhỏ 2,5 kg là nó ốm, xong rồi nó nhăn, xong rồi nó tím chị. Cho nên trong đầu em hình dung là con em như vậy, rồi mắt to vậy nè chị. Cho nên là lúc mà xong đó là em chỉ hỏi bác sĩ một câu là tay chân có lành lặn không. Cái thứ hai là em thấy nó không như em tưởng tượng. Nó phúng phính, nó tròn hồng như thế này á. À thôi ok, hôm nay nhắm mắt ngủ được rồi. Lúc đó em mệt quá rồi. Lúc mà em đưa bạn bánh mì về nhà là có rất nhiều người muốn hỗ trợ. Ví dụ như bà nội. Rồi chị hai là luôn sẵn sàng thay mẹ em để chăm em rồi. Nhưng mà chắc do cái nết em nó cũng kỳ, cho nên lúc đó em không có chịu cho bà nội chăm sóc. Thứ nhất là tại vì em hiểu rõ ràng là mình và bà đã khoảng cách thế hệ khác nhau, và tư duy về chuyện nuôi con nó cũng khác nhau. Em đã xác định là con em sẽ phải nuôi theo khoa học rồi, cho nên là em cũng nói vô sẵn với việc á, với ông xã là mình sẽ tự nuôi con của mình. Có thể tháng đầu tiên á là mình sẽ cần phải sự giúp đỡ thì cũng như bình thường thôi, nhà ngoại. Rồi cái chuyện tắc sữa là một cái nỗi ám ảnh rất kinh hoàng của em chị. Lúc em đẻ bánh mì xong, ngày ngực em tăng lên tới từ 74 lên 101. Thì cái ngay những cái ngày đầu tiên mà ở bệnh viện á là em đã có sữa rồi, mà nó bị căng lên và em hút sữa chị không hút được, mà mì nó không chịu ti em. Và hút sữa thì cái ngực nó quá bự đi, nó không có vừa cái phễu chị. Hôm 12 giờ đêm chồng em phải lực tung hết tất cả các shop, kêu năn nỉ chị ơi ship dùm em có cái phễu đó. Thiệt sự cũng may chị đó cũng thương mẹ, chắc là cũng mẹ bỉm nên thương á, chị mở cửa ship qua cho em 2 cặp. Thì tối hôm đó em mới ra sữa thì em mới đỡ. Chứ không hơn là tối hôm đó em đã sốt lên 30+ độ rồi, là bởi vì cương sữa rồi. Nhưng mà cái chuyện hút sữa nó kinh khủng với em là em bị tắc liên tục vậy. Cứ trung bình một ngày, tức là ví dụ hết một ngày đó là qua ngày em sẽ em tắc. Dù em làm nhiều cách, em uống nước mát, em làm đủ thứ trò hết, em massage. Thời điểm đó là không phải là vì mình stress vì con nha, mình stress vì sữa trước. Sau cái một tháng đầu tiên em ở với chị hai em á, thì sau đó là em đi về Buôn Ma Thuột để ở với chị hai ở quê. Ngày nào em phải gọi người tới thông tia luôn. Tới cái nỗi mà phải thông bằng cái kim á chị. Phải chọc bằng cái kim rồi soi đèn. Rồi tới cuối cùng là em bị áp xe. Áp xe cả hai bên. Cái thời điểm mà em bị tắc sữa đó, em ghét bánh mì lắm. Em chỉ muốn quăng thôi, cùng rác thôi. Tại vì là... Mà tất bạn mẹ hơi... hay có lỗi với bánh mì. Thì bánh mì nó không ngủ. Nó khóc miếng à chị. Em vừa mới dỗ nó ngủ được một cái là quay qua tới giờ hút sữa. Hút xong là bả dậy rồi. Nói chung là chị hai thì cũng nói là thôi ngủ đi rồi để đó chị bế nó cho, rồi thế này thế kia chị dỗ cho. Nhưng mà thật ra là nó nằm ngay đó, nó khóc thôi là mình nghe. Thế chỉ cần nó đỡ mình thôi là em đã dậy rồi. Thành ra cái việc mà em thiếu ngủ á, nó ảnh hưởng tới cái chuyện mà cái hormone toxic, những cái hormone của mình là mình tiêu cực đi. Sau cái đợt đó thì vô Sài Gòn, thế là chị em kêu là ở luôn trong đó 1 tuần đi, cách xa bánh mì ra. Thế là em ở trong này 1 tuần, đi chơi này kia, đi nó là đi dạo ở trong thành phố này kia, đi với chồng với em nhiều hơn á. Thì bắt đầu đúng là mình sẽ phải suy nghĩ lại về cái những cái gì mà mình đã làm. Hay là tụi em quyết định là cắt sữa. Chắc cũng cả tháng sau đó thì em mới quyết định là em sẽ cắt sữa mẹ của bánh mì á. Chứ em vẫn cảm thấy là có mỗi chuyện này mà không làm được. Thì đúng là cái lúc mà em cắt sữa xong á thì em có cái thời gian em luyện được bánh mì đi ngủ nè. Tức là lúc cắt sữa xong rồi mình không có bị mệt không người nữa, mình ngủ đủ. Thì bắt đầu mình mới đi tìm hiểu, mình mới tranh thủ, mình học cái này cái kia. Tức là mình không có bị áp lực về tâm lý, về trí não mình nữa. Nhưng mà cái giai đoạn mà em luyện cho con, em rèn cho con thì nó sẽ có những cái xung đột với con. Là dạ. Bởi vì con nó sẽ không hợp tác ngay từ lúc đầu, con nó dạ, sẽ khóc rồi. Thì cái người mà bạn đồng hành với em đó là ông xã của em và cũng là ba của đứa trẻ, dạ, có phản ứng với em về cái việc này hay không? Dạ, được cái ông xã em là một người mà rất hiểu tâm lý vợ và rất tin tưởng em. Nói chung là ngoài kia bao nhiêu bão táp, xin dừng lại ngoài cửa để đó anh đỡ. Còn lại trong này em muốn làm gì em làm. Tức là nếu mà ông bà nội có phản đối, kể cả tới cái sau này á, cái lúc đó thì ông bà nội không có gặp bánh mì. Cho tới sau này 6 tháng á, lúc mà ông bà nội gặp á, mà có nói gì hay là góp ý gì về tất cả câu chuyện nuôi con của em á, ông xã sẽ nói là việc nuôi con là việc của tụi con, luôn luôn bảo vệ em trước mọi thứ, ai nói gì nói mặc kệ, chỉ cần là em muốn làm gì miễn sao em biết được em đang làm gì
thì là cứ làm. Cái thời điểm đó là chồng em là người đồng hành cùng với em là hả, tới giờ luôn chị, tới giờ luôn. Thì giờ chị nghĩ là quan trọng là cái người lựa chọn á, tức là cái người mẹ đó muốn lựa chọn cái gì. Và khi họ chọn rồi á thì họ là cái người theo. Dạ. Vậy thì khi người trong cuộc các bạn muốn quyết định, muốn người khác ủng hộ các bạn và các bạn tự tin quyết định, các bạn phải có kiến thức đúng. Và mình rất là ủng hộ một cái quan điểm như thế này: đúng sai tính sau, nhưng mà chúng ta phải biết ai là đương sự chính trong từng câu chuyện. Mình rất là ủng hộ cái việc dám chịu trách nhiệm của các bạn trẻ. Đúng là con của ai người đó phải là chịu trách nhiệm chính. Mình không có loại trừ tình yêu thương của ông bà dành cho các cháu, nhưng mà phải hiểu rằng là trước ông bà phải là cha mẹ của đứa trẻ. Bây giờ thì tới cái chuyên mục là mẹ bỉm nhắn gửi. Em có lời nhắn gửi nào với ai không? Hay là xin xỏ thêm đứa nữa đi? Dạ, xin xỏ thêm đứa nữa là chồng em đặt tên sẵn rồi đó chị. Có luôn rồi hả? Dạ, đặt tên tủ lạnh. Lý do? Dạ, đi mua tủ lạnh mà thấy cái tủ lạnh nó đắt tiền quá, mà thích cái tủ lạnh đó cho nên quyết tâm là về đặt tên tủ lạnh. Em chỉ muốn nhắn gửi một lời duy nhất thôi, đó là cái sự đồng hành và giúp mẹ bỉm mà tốt nhất đó là của ông xã. Vậy thôi. Nên là hy vọng là các ông bố sẽ đồng hành với các mẹ. Một lời gửi rất là ngắn gọn và xúc tích đến với ông xã của mình. Thì ông xã của em cũng có một lời nhắn gửi đến cho em. Em à, nhân dịp chương trình này anh cũng gửi lời chân thành cảm ơn em vì những gì em đã hy sinh suốt 2 năm vừa qua cho gia đình của chúng mình. Anh biết em còn rất trẻ, cái độ tuổi của em là tuổi đẹp nhất, nhưng em không chạy điều đó. Và hy sinh hết mọi thứ, từ công việc tới thời gian, chỉ để chăm sóc cho gia đình chúng mình. Con lớn lên từng ngày và anh cảm nhận được những gì em dành cho con, những gì tốt nhất. Anh luôn luôn tôn trọng và đồng hành những gì em đã lựa chọn. Anh sẽ luôn bên em, hỗ trợ em. Cảm xúc ra sao nè? Dạ không có gì để nói hết. Tại vì ông xã em luôn ngọt ngào vậy. Em chính xác là công chúa của anh luôn. Cảm ơn em bởi vì câu chuyện của em mang đến cho chương trình, cho khán giả. Và bây giờ thì chương trình có một phần quà dành tặng cho em. Dạ cảm ơn. Đây là mặt nạ dưỡng da Lululu, thương hiệu mỹ phẩm số 1 tại Nhật Bản, xin được gửi tặng cho em. Dạ em cảm ơn ạ. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 21:15 tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV9. Và tối thứ tư lúc 21:30 chương trình sẽ được phát lại trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin NetLove. Chúng tôi xin cảm ơn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mình mở một cái bệnh viện luôn, mình mở qua hai từ, người ta mở công ty dệt may, công ty mỹ phẩm, công ty nước ngọt, hàng ngày mở hẳn một cái công ty làm về sức khỏe. Đúng không, em, người em, tất cả các lĩnh vực của xã hội nó phải đầy đủ chứ. Tức là người đó phải giỏi lắm mới làm được lĩnh vực này. Nói chung là cũng khó nữa chứ không phải là, có nghĩa là chịu khó lắm nha. Mà chịu khó nhất là đi lấy nước thôi. Cái đàn này chịu khó bằng, có nghĩa là nhớ nè. Rồi, Lan là em có một bé rồi. Dạ, em đã có 3 bé. Wow, là mới đây thôi. Dạ. Nè, bé bị 1 tháng rưỡi nha. Còn hai bé lớn. Dạ, bé lớn của em là gần 6 tuổi. Dạ, gần 6 tuổi, còn mẹ trẻ em. Còn bé thứ hai là 2 tuổi. Và bé thứ hai là mới sinh 2 tuổi nha. Dạ. Tất cả mọi thứ nó đều rất là tinh khôn.
số ngày đầu tiên mà mình phát hiện ra mình có thai. Thật ra thì mang thai bé nào cũng cảm xúc như nhau á chị. Mọi người cứ hỏi em là chắc là bé thứ hai thứ ba rồi là sẽ quên, rồi sẽ thấy bình thường. Nhưng mà càng thấy bé nào cũng nhớ, bé nào cũng có cái đặc biệt. Thì bé đầu tiên á, thật ra khi mà biết tin mang thai á, là hai vợ chồng em cũng đã chuẩn bị. Do chồng anh chồng em bên nhà em thì anh là bác sĩ, cho nên là khi có cái mặt có em bé là anh bảo là bây giờ em canh đi, em canh tới ngày mai thì kiểu hai vợ chồng sẽ với nhau rồi sẽ có em bé. Thì đúng một lần, lần đầu tiên luôn em canh, chồng em canh, thì đúng một lần đó là khoảng 2 tuần sau là chồng em luôn ảnh đi mua quay thử về em luôn, hỏi em đi mua thử đi em. Thì xong rồi em bé bảo là em nghĩ chắc một lần không có đâu, xong rồi em cứ thử xong rồi em để cho nó trong trong nhà vệ sinh thôi, thì em cũng nghĩ là không có, tại vì nghĩ là người ta nghe người ta bảo khó khăn đó chị. Xong rồi mình mới có một lần à, nhưng mà sau đó chồng em vào thấy quay thử hai bạn á, là kiểu hai vợ chồng la làng lên ôm nhau. Là chồng em thấy hai bạch trước hay em đang thấy hai bạch trước? Rồi anh đi ra đưa trước mặt em. Thì nói chung là đã có cái sự chuẩn bị rồi, chồng em cũng tin nên là sẽ chắc ăn rồi thì một lần đó. Xong rồi là đó luôn. Thì hai vợ chồng giữ ôm nhau rồi. Dạ, hai vợ chồng giữ ôm nhau còn mừng lắm, tại vì mình quen nhau cũng 6 năm rồi. Em thì em còn trẻ, lúc mà em mang bầu bé đầu tiên á thì em 21 tuổi, gần 21 tuổi. Thì em chưa có sẵn sàng gì. Nhưng mà chồng em lúc đó thì em 21 và chồng em đã 30. Chồng em 30 mà chồng em sợ thích con nít nên là muốn có con từ lâu rồi. Thì thằng em quen nhau 6 năm nhưng mà cưới về mới có con, thì lâu lâu anh cũng phải học. Em có khi nào anh cũng sinh không? Chồng em là bác sĩ chuyên khoa gì? Dạ, trước đây thì anh là chuyên khoa ngoại tổng quát, nhưng mà sau đó thì anh chuyển qua phẫu thuật. À, anh có chơi thân với anh chị ở sản phụ khoa không? Dạ, vậy 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 anh lập trình anh biết cốt mặt bắt đầu. Vậy bạn bè cũng mấy chị sản cũng nhiều á, dạ, nên là cũng có hỏi thăm cũng có biết. Thì anh cứ lo lắng vậy, tất cả tại vì cũng rất là quá. Còn em thì em kiểu như lúc đó mình còn trẻ thì mình thấy bình thường, anh thì anh hay lo nên là có xong là vui lắm, thì chồng vui chứ mình cũng thì đã có thai rồi. Vậy thì cái hành trình mang bầu của một bà mẹ 21 tuổi chưa sẵn sàng xin tư phân phối, lúc biết tin mang thai thì vui chung với chồng, cho nó vui chung thôi, cho nó đúng đội tình thôi, chứ vẫn còn quá nhiều xáo trộn. Thì cái hành trình mang thai quanh 9 tháng 10 ngày nó diễn ra ổn không? Thật ra thì cũng may mắn, cũng trộn vía là không phải cái hành trình đầu tiên mà hành trình thứ hai đến hai đến ba, thì suốt cái quá trình mang thai hầu như là em không bị cảm, tức là như là khi mọi người thấy ốm hay nghe rồi nhiều cái trạng thái dữ liệu lắm, nhưng mà em thì không có cái gì nhiều hết. Nên là lúc mà em vừa cưới xong là cũng vừa bị có bầu luôn, là hai vợ chồng em đi du lịch ở Hàn Quốc. Thì lúc đó em có một cái biểu hiện nó đặc biệt nhất trong thai kỳ, đó là em ăn cái gì cũng đồ ăn em nói ra hết. Thì lúc đó em nghĩ là chắc là em giữ đồ ăn Hàn Quốc, em không ăn được đồ ăn Hàn Quốc. Em nói ăn thôi chứ em không có hợp với đất nước này. Đó là lần đầu tiên em đi nước ngoài. Em bảo sao lần đầu tiên em không ăn được cái ăn cái gì cũng chạy rồi tụi em ói lắm chị. Thì sau này mình về mới nghĩ là chứ lúc đó mình chính mình là của các con dân Việt Nam rồi, lo lắm mình nghĩ là mình không hòa nhập được, hội nhập được, nhưng mà cuối cùng là không phải thành con phải cuối cùng là do cái em nghĩ đó thôi, do em nghĩ. Thì suốt cái quá trình mà mang thai lần đầu tiên á, lần đầu tiên khá bỡ ngỡ, em đang đến đâu 20 mấy tí rồi. Chị nghĩ đó là vấn đề của thai kỳ rồi đó, chị nghĩ đó là không có vấn đề gì. Hai cái xong thì em chỉ có 8 tí thôi chị. Chị nghĩ là đó là vấn đề rồi. Tức là đứa đầu là lên 21 tí thì đó là vấn đề, cho nên hai đứa sau có kinh nghiệm. Dạ đúng rồi, em có kinh nghiệm để mà em tí lệ lại phải để lệ. Lúc mà mình còn sinh viên còn trẻ mình cái người đi bán nho đó lúc này mà 47-48 tí. Thì mà lúc trước đó là mình làm nhiều rồi, mình đi học xa xôi rồi, em ăn rất là nhiều nhưng mà em không có lên tí. Thì khi mà mình có bầu á, mình không được chuẩn bị, em cũng không có kiến thức trước đó luôn. Thì em thèm em cứ ăn thôi, em thích là em cứ ăn thôi. Và lúc đó kiểu nhà mình cũng, bây giờ thì em cũng có cô giúp việc của em rồi, nhưng mà lúc đó thì thời kỳ đó còn có hàng cứ xuống này ăn ngoài ăn và hoặc là bỏ bữa hoặc là tối gì đó, rồi hai vợ chồng xong tiền chở nhau đi ăn hàng ở ngoài. Thì thành ra những cái đồ ở bên ngoài nó cũng mình không có không kiểm soát được á chị. Rồi ăn mặc nữa, rồi thèm ngọt để đi uống trà sữa luôn. Giờ mấy năm nay là căng thẳng không bao giờ uống. Dạ, thì lúc đó lên 20 mấy tiếng mình không biết luôn, mình cứ nghĩ là mình ăn không sao. Nhưng mà chỉ số của bác sĩ mỗi lần mà em đi khám thai cơ độ. Em nói này ra thì nó hơi kiểu hơi chủ quan, chứ lúc đó mà em không bị khám thai định kỳ mà chị làm sao? Tại vì em nghĩ em có bác sĩ sẽ lên lên. Có thể là do là em nghĩ chủ quan là chồng em bác sĩ, thậm chí lúc em cũng không có tiêm vaccine gì trước khi em mang thai nữa. Là trong cái quá trình thai đầu tiên em không đi khám đầy đủ theo định kỳ bác sĩ nào. Rồi cũng không biết là có tiêm ngừa đầy đủ hay không nữa. Tại là em có kinh nghiệm ngay cái lần thứ 2 thứ 3 em biết. Thực ra cái đợt mà tiêm ngừa trước thai á thì là cái câu chuyện mà làm được thì nó rất tốt, nhưng diễn biến thực tế thì vẫn đang là một cái tỷ lệ chưa cao, vì nó có nhiều lý do về điều kiện kinh tế, về tâm trí, về rất nhiều lý do. Nhưng mà trong thai kỳ thì việc là đi khám định kỳ nó đã trở thành một câu chuyện cần phải mặc định.
chỉ có mẹ bầu nào mà thứ nhất không có điều kiện, có nghĩa là ở phải bươn chải. Còn mẹ bầu này thì thuộc nhóm thứ hai nè, là thuộc nhóm mà chắc sao đâu, và đặc biệt chủ quan. Như chị nói em nghe này, anh không thể bắt một thầy dạy toán đi dạy văn được, mặc dù ông rất giỏi văn nhưng ông đi dạy nó là câu chuyện khác. Cái tự nhiên cái bắt một bác sĩ ngoại tổng quát ngồi trong thai kỳ, bởi vì cái kỳ rồi bác, người ta mới có kinh nghiệm cho lần thứ hai, lần thứ ba. Nhưng mà chọn biết là em khỏe đúng không? Đúng rồi, em nói là chọn biết là tại vì lúc đó là em cũng không sao hết. Thì đến là như tổng lần đi khám ở cái thai kỳ đầu tiên chắc không được ba lần. Mà lúc đó là em vẫn đi học, vẫn đi làm. Em ở đi học, vẫn đi làm, mang bầu nha. Em mang bầu 7 tháng là em đi nhập học tốt nghiệp. Và nên từ trước đó là em vẫn đi học, em vẫn đi học bình thường. Thì sau đó là lần này tốt nghiệp rồi các thứ này. Tất cả các bạn chỉ cùng bầu lên giảng đường. Ok, ok. Biết sao chị cười không? Tại chị hình dung vậy nè, đây là cái hình ảnh mà tự nhiên chị nghĩ cái áo khủng của tốt nghiệp nó tác dụng. Tại từ xưa giờ mặc áo khủng lên nhận bằng thì nó rất khủng. Đúng rồi vậy. Nhưng mà mẹ bầu thì nó rất vừa nha. Nó đẹp lắm nha. Em cũng phải nói là em kêu cái áo nó bự, nghe được cái bụng bọt của em nhưng mà đi thì nó rất khó. Cái này may là mình có đám cưới rồi đấy, chứ mình chưa đám cưới thì chắc là người ta đâu có mà người ta xì xào. Ôi đồng thời đi thường đi. Nhưng mà đây lần đó có đo độ mà gái gái có được đúng gì cái món quan trọng không? Ôi, em nhớ là em thấy đúng là mình đã quá chủ quan. Thì là tự nhiên thì cũng là tại vì mình như là lúc mình cũng học bình thường thì không nghĩ đâu mình có con như thế nào, mình không có tìm hiểu về kiến thức hai kỳ, trong hai kỳ rồi sau nuôi con luôn. Ê quen, vậy thì chỗ này chị hỏi là cái ông bác sĩ cạnh bên đời em, ông nói như thế nào về cái việc không đi khám hai kỳ? Cứ cho như mình chủ quan đi, nhưng mà ông là bác sĩ mà. Thật ra em thấy mấy người đàn ông này cũng giống nhau, trước đó với chồng em họ bị rất là bình thường, chứ rất là bình thản. Kiểu như là đi khám thì anh cũng sẽ cố gắng hết cái lực em đi, tại vì anh cũng công việc rất là bận rộn, mỗi thường xuyên nên là khám chiều tối hay là đi giờ cũng là ở bác sĩ tại vì đi khám chỗ quen của anh, bạn của anh khám thì ok không sao hết, anh khám như vậy thôi. Anh cũng không quan trọng cái chuyện cái này đến tiền luôn. Em nghĩ không chị tin người là anh nếu anh là người về ngành y thì là có lẽ là anh sẽ phải đi rất nhiều hơn để khám bệnh tiền. Thì có thể là anh sẽ nhắn tin anh hỏi bạn anh thì sao thì mỗi cái mốc đó thì bây giờ rất nhiều mốc chuyện những cái hai chữ hai ba mỗi tháng nhiều rồi. Tại vì em nhớ con em quá, em muốn coi mặt nó thì muốn coi nó tự động á, ở những cái mà cái nó tự động cũng lại đi thêm siêu âm nữa, nhưng mà cái lần đó thì em chỉ đi đúng những cái mốc mà nó quan trọng mà đâu rồi mọi người quan trọng nhất. Dạ em không có nhớ là nó nói hay không. Rồi thôi, cái đó là những cái chuyện mà thủ mình đã sai, mình đã sửa ở hai cái tiếp rồi. Vậy thì tới cái giai đoạn đi sinh nè, mình không có đi khám nhiều. Vậy thì em có biết cái lúc mà mình chuyển dạ thì nó có đúng với lại cái ngày dự sinh không? Hai bữa nay em cũng muốn không. Thì xong rồi cái cũng các bác sĩ mới thấy em nằm một ngày rồi cũng không có dấu hiệu gì hết luôn. Lúc đó em mới bác sĩ chủ khoa là nói với em, giải thích cho em là theo siêu âm thì em thấy lại bình thường, nhưng mà có một cái phương pháp dự sinh để mà em được kích thích chuyển dạ trong cái thời gian này là 41 tuần rồi, nó cũng già rồi. Dạ, xong rồi bác sĩ cho điều sanh thì lúc đó em không biết điều sanh là cái gì luôn. Xong rồi nói dạ thì dục, dục thì dục, bây giờ em mệt quá. Em chỉ thường thì ngày hôm nay em nằm một ngày mà trời ơi trời em đâu, nó khó chịu lắm chị. Xong anh dục, thì ngày đó là đi đặt bóng. Cái gì là đi đặt bóng. Thì đặt bóng là nó đã ghê rồi, mà em nằm ở bệnh viện không có thể đặt ra là không có nhẹ nhàng gì. Thì đặt bóng vào em cũng cảm thấy bình thường. Thì sau đó là em nằm trong cái phòng mà chờ nó bắt đầu nó co ốp để nó chuyển dạ, để em nằm trong 12 tiếng để chờ chuyển dạ. Mà em rất là bỡ ngỡ là chuyện thật sự. Bây giờ em nhớ lại một phòng của mình á, giống như đưa vào cái là đưa em lên bàn để mà lấy máy cái thùng nơ bắt chuyển dạ xong rồi giỡn bỏ hay không dạ. Em nghĩ cái gì vậy, lúc đó là em rớt nước mắt luôn á chị. Tại vì tự nhiên mình lúc mình còn trẻ mình lại vô rồi làm cái gì mà sao nó thô bạo vậy, mà em thấy là nằm đó chị đến các mẹ ai cũng vậy hết. Rồi khi mà xuống kiểm tra xem mà mở bao nhiêu á chị, thì cũng vậy đó các cô. Chồng không thương tiếc luôn, mà khi chồng hàng loa chị rồi lên quay lại chị đi lại cho đàn em mặt em chờ nó co bóp á, là nó bắt đầu có cái cơn cơn những cơn co đầu tiên mà nằm đó nó tắt tiền hẳn với gia đình luôn, là nằm đông nó chị trong cái phòng rộng mà nằm ai nằm em á, nhiều em nó bắt đầu rên la đau đớn rồi. Thì đến lúc mà họ cứ chọc liên tục thì em cũng không nhớ nổi là bao nhiêu lần luôn. Xong rồi chị trời ơi sao mà cái đẻ tôi lớn vậy, lúc đó em cũng không bình thường trong cái số chuyện bệnh của mình, chưa có thấy gì. Thế đến khi mà lúc mà bắt đầu nó được từ rồi thì như bác sĩ có hai con đó chị, hai con rồi thì các cô y tá báo là bác sĩ chuyển em sang một phòng khác. Em mới nghĩ là chắc là được đi sinh rồi, chắc là đâu là được đi sinh rồi, không chỉ em sang cái giai đoạn hai, cái phòng mà nó mở nhiều hơn mà cái mẹ bên nhiều hơn. Và lúc đó em thấy người chống tay lên bàn đi rồi tập âm nhiều hơn, tập nhiều vậy. Xong rồi em hỏi chị đã quay qua chị hai lần trở đây rồi, xin bác sĩ đi mổ, bác sĩ không cho đi, là cứ phải đi quay lại để mà được mổ là chỉ là mười mấy tiếng rồi.
thì mình thấy mấy bà đi đâu dữ quá, thấy mình cũng còn bình thường, mình đi lại được. Xong là lấy xe đạp đẩy em đi. Thì em mới nghe thông báo chung chung ở trong bệnh viện là kiểu mình sản phụ nghỉ thì đang đẩy đi mổ gì đó, mời nhà vào. Nên thì em đăng ký xin gia đình xin thường, cái này xin thường nha. Rồi là em được đẩy xe đạp đi mổ rồi. Lúc đó là em rất là vui. Đau nhưng mà vui, tại vì cuối cùng mình cũng được đi xin thường. Là mình đã đợi 17 tiếng đã được xin thường đi mổ. Xong rồi em hỏi chị, em đi cho câu chuyện của người ta đang đứng cái rừng vậy. Tại vì nghe nói là sản phụ đi mổ, đi lắp mà bé này nó lại nói là đi sinh thương. Nên là em đang không hiểu, không biết là bé nó có nói lộn hay không. Đừng phải đào quá. Đào quá, bác sĩ vào á, chi ối luôn mà cũng không có, không có đường. Mình nằm mình nó đau lắm rồi, tại em trải qua cái cơn đau của một cái bà mẹ sắp sinh luôn rồi. Xong rồi bác sĩ nói thôi, đi mổ đi, đẩy mổ cấp cứu đi. Thì khi mà đi mổ cấp cứu, đẩy vô cái phòng mổ là bật đèn là hết lên rồi. Thì bảo là, có ra cấp cứu khác, thì bệnh nhân thiếu không gì gì đó. Đẩy bệnh nhân thì ra, xong rồi đẩy em ra hành lang. Mình đẩy ra cấp cứu vào. Xong rồi cấp cứu thì ra, xong khi mà em nằm ở hành lang đó là em kiểu như là em kinh khủng dã man, đau lắm rồi mà nằm hành lang không có ai hết. Mà em chỉ chờ quá đi qua thì gì hết. Thì khi nào em được đi mổ thì không biết em mà nằm đó đi. Mà đau lắm rồi chị, mà trước đây bỏ rơi. Trước đây còn bị chích tê tê. Nên là tướng nữa thì bắt đầu cái này, bắt đầu âm ỉ nó đau lên. Thì em kiểu lúc đó em chích nó cũng bị hoảng. Tức là hai cái lần đầu nó đau rồi, nó sẽ chích thôi chứ không hết. Thì khi đó là chích xong rồi đau với lưng, đau với này nữa. Khi mà được đẩy vào mổ á, tại vì có cái đèn lên em cảm thấy sợ hãi toàn thân luôn. Chưa đẩy được thì chưa có mổ anh được, khi nên là mình phải mổ được đèn nó chạy. Nó kinh khủng lắm, là sau đó là bác sĩ bắt đầu rạch. Thì bác sĩ nghĩ là lúc này có tên mà cứng á, là bác sĩ nghĩ là sẽ mổ thì giống như là mổ tên bên dưới, bên trên nó đèn. Nhưng mà không, lúc bác sĩ đẩy ra đầu tiên là chưa. Bác sĩ đau quá, em đau quá. Ủa, em đau ở đâu nhiều không? Em đau nhiều lắm, bác sĩ nhận tiền. Đúng rồi, xong rồi bác sĩ nói là thôi, trong mê luôn đi. Thôi, trong mê là sao đó là dịch mê. Dịch mê là tại vì đau quá, mình biết bác sĩ nói là mê. Tại vì cái này là bị kiệt sức rồi, do dịch xanh hết. Thì thật ra lúc đó là bác sĩ mổ xong thì em tỉnh dậy, em không thấy còn đau hết. Bắt đầu thì nó mới có cảm giác. Thì em thấy cứ bị thì cứ nói là coi đâu bác sĩ không phải đau. Coi đâu lúc đó là tự nhiên mắt rồi, không thấy tại sao luôn. Cứ hỏi là coi đâu. Thì bác sĩ nói con đi với ba rồi. Thì tự nhiên cái mình thấy mình rờ xuống cái bụng mình nó tập xuống, nó thấy cái bụng bầu nữa mà con cũng không thấy đâu luôn. Xong rồi bác sĩ nói con đi với ba rồi, chứ nó chắc là đi với ba nó không. Thì em cứ hỏi vậy á, thì khi mà ở bệnh viện không thì nó không có giống như sau này em thì em tư khác mình được da đầy da với con. Còn lúc đó là không thấy con đọc hết, xong thì chơi thôi. Xong rồi lại đẩy ra cái phòng hồi hồi sức thì nó rất là lạnh, hồi sức cực kỳ lạnh. Em hỏi là em nằm đi bao lâu thì nó nằm cái này 6-8 tiếng nữa. Thì lúc đó như từ cái lúc mà dục sanh đến giờ đã mười mấy tiếng rồi, không được gặp ai hết. Rồi con sinh ra không được gặp luôn. Khi đẩy vào nằm đó em quá lạnh nên em chỉ hỏi cái chị đã định lên. Cái đau quá em lạnh, có đi lên cho cái mệt được không? Thì chị đã bảo có đây ai đau với lạnh nhẹ. Xong rồi em nằm đó mà kiểu như là tự nhiên không biết tại sao. Không thấy giống như là nó rất là cô đơn. Thì khi đó là đầu em nha, em chỉ có một suy nghĩ rồi là em sẽ không bao giờ đẻ nữa. Mà lúc đó tự nhiên em nghĩ tới là đẻ nó đau đớn vậy hay sao. Thì bắt đầu em nghĩ đến mẹ em. Chứ em nghĩ là đẻ nó bình thường thôi, nó không có gì. Xong tự nhiên bây giờ mình đau quá rồi, lúc đó bắt đầu mình mổ đau vậy. Lúc đó bắt đầu cái cực bệnh viện ở đẻ này nó một cái là vừa hết nghe là nó sẽ hết cái đau luôn. Cực kỳ luôn, em chưa bao giờ trải qua cơn đau nó kinh khủng nha. Thì em nằm đó đến 3 tiếng đó, thì em của chồng em là chỉ là bác sĩ của bệnh viện luôn. Thì chỉ có như là chỉ là trong bệnh viện chưa vậy thôi em. Thì khi mà gặp chị xong á, ở là em rất mất luôn, em không hòa lên luôn. Tự nhiên cái gặp từ người quen á, em nghĩ em cũng tức mình tràn ra. Mình tràn ra, đúng rồi chị. Chỉ có ai mà kiểm sinh rồi mới hiểu được cái cảm giác á. Xong em mới nên đau quá chị ơi. Chị em chưa hỏi tới cả một người mới chọn em đau quá chị ơi. Tại sao ở đây người ta kỳ quá vậy? Kiểu như sao mà mình đi đẻ mà người ta kiểu như là có cái chuyện rất bình thường á, người ta không có hiểu tới cái mình đau lắm. Còn chị mới nói là như chị nó cô em sao đâu, em chỉ đưa hình con em cho em con. Thì con em nó cũng đang nằm ở phòng hồi sức tinh, nhưng mà là do chỉ là chị bác sĩ ở bệnh viện chỉ vào thì em thăm khám được giải được chỉ đưa hình em con. Thì cái cảm giác đầu tiên khi mình nhìn thấy con của em á, ủa sao nó kỳ quá vậy, sao nó xấu quá vậy. Do là em chưa có là gì chị nói em không có quan tâm gì hết, mà em nhìn ủa sao nó xấu quá vậy ta. Tự nhiên cái mình bị hụt hẫng nên mình nghĩ là chắc mình nhìn con mình là trở đau hơn. Không phải em nhìn nó mà đặc biệt nó không giống em nữa, nhìn nó xấu vậy ta. Xong rồi cái mẹ con em nè bụng bẩm đáng yêu lắm, được 3 ký 37 38 rất là xinh hoang em tâm đi, hai đứa nó gặp con. Khi đó xong rồi chỉ để lại cái điện thoại cho em gặp con em gặp con. Xong rồi ra thì em sẽ được với nó. Đó là cái gọi là cái cơ hồ hành đau đẻ của em, đó là vừa đau đẻ thường, vừa đau chích màng cứng, rồi vừa đau đẻ mổ, cuối cùng là mê. Mà chị em ơi,
Bà nội của chồng em nữa,
tại vì em đã biết đó là em đã mua mấy năm nay rồi. Tức là tại sao em không tiêu diệt, em không dập tắt cái đó luôn đi. Mấy cái tiểu tài em đã mua nó không bao giờ mình diệt được. Mình nó là chung khoa với chồng em, nó là chung khoa với chồng em mấy năm rồi. Thì em đã biết cái kiểu là lúc nào cũng tỏ vẻ mình bé nhỏ để dựa dẫm vô chồng mình, mặc dù chồng thì rất là bình thường lúc này không. Thì nó đi vào mà thăm em. Mà chỉ biết thường người ta đi vào người ta thăm mẹ điểm thì người ta cũng hay đem tả hay đem gì hoặc là người ta hỏi mẹ điểm đúng không? Nó đi vào nó thăm em mà nó không hỏi thăm gì tới em hết, nó kéo chồng em đi ra ngoài để nói chuyện với nó mấy tiếng đồng hồ luôn. Thì tự nhiên cái mình đau xong rồi mình còn thấy cái cảnh nó lên mà mình không có làm gì được hết, mà chồng nó thì kéo người ta tới thăm thì cũng đi tiếp. Xong em thấy là ở ngoài đó chắc phải nói chuyện chắc phải mấy tiếng mà không thèm hỏi gì tới em luôn, nó mang mà ủa nó là ai sao nó vô thế nó không hỏi thăm gì hết trơn gì vậy. Đó là không biết có phải vì như vậy không, kiểu mình tức trong lòng mình không có nói được thêm cái này nữa. Thành ra cái này xuất viện được mà em phải nằm thêm 2 ngày do bác sĩ thì đã bảo là phòng cầu là cầu của em tăng quá, em bị nhiễm trùng bên mổ nên ở lại thêm mấy ngày, nên là em nằm em không có cầu chuyện cảm xúc. Thì bây giờ đi vô thăm mà lý do tại sao lại em nhiễm trùng bên mổ, em nghĩ là nó không có liên quan nhưng mà không biết tại sao vô tình lúc trước khi mà chuẩn bị xuất viện á là ok hết rồi. Thì sau đó nhiều đó lại bác sĩ vô kiểm tra lần nữa thì bảo là chuẩn bị xuất viện rồi mà sao thấy thằng cầu sao lại tăng quá. Thì cái nghi là bị nhiễm trùng bên mổ nào ở lại thêm mấy 2 ngày 2-3 ngày mới theo dõi. Em nhưng mà cái câu chuyện mà thăm tiểu tam để quên, em tới 10 mà đi vô thăm người đó em về em cũng gặng hỏi chồng em không. Thì lúc đó thật sự em rất là ngây thơ luôn, thì bây giờ em mới nghĩ ra được. Thì lúc này cũng là ủa anh sao nó vô có thăm em mà thế anh có nói gì tới em hết rồi, anh nên đi ra mà anh nói gì với nó mấy cái đồng hồ mày không. Xong anh nói thì nói chuyện công việc mà bọn nó hay lắm chị, bọn nó cứ nói với chồng mình những cái chuyện mà chồng mình phải trả lời rồi phải hồi đáp rồi cái kiểu rất là hay đó chứ mình cái kiểu bạn biết tiêu diệt được chưa. Chưa chị, nó vẫn hoàn bạn nó chị biết không, sau này khi mà em về em ở cửa thì có gia đình em ở nhà với em ở chung cư thì một hôm chồng em đi thang máy gặp nó rồi chồng em về gái em anh gặp nó trong máy luôn, nó làm gì đây. Xong anh bảo là nó tạo muốn nhà ở đây nó ở trời, em cũng kiểu như là chị biết không, lúc mình đang ở trong ở cửa cái gì mình đang còn tháo sáng hồng lên là cái của này nó không có liệt sĩ hay sao ấy. Nghĩ sao mà đi muốn biết mình ở đây rồi mình muốn nhà ở đây luôn rồi tới giờ mà không chuyên nghiệp được không. Em có nhân chương trình em chuyên nghiệp không? Không không vậy, em đã chia sẻ như vậy rồi thì chắc cũng nghe cũng tại vì trong mình thực ra là trong mình kiểu không có quan tâm mà cái kiểu của những em gái mưa là nó như vậy thì nó không tới, nó cũng không được, nó cứ ở đó vậy. Đến nỗi mà giống như chồng mình đi lấy vợ à, mình dùng em ảnh là kết hôn rồi xong cái đấy nó đi lấy chồng tự nhiên nó nhắn tin cho chồng em, nó hỏi là em đi lấy chồng anh có buồn không. Ủa tự nhiên cái người ta có vợ có chồng có gia đình hết rồi mà cho lấy chồng thì kệ mày chứ. Em đọc được tin nhắn đó đúng không? Em đọc lấy em đọc lấy nhớ là chị này là chị cũng đã tin nhắn này xong rồi cái gửi qua cho bạn đó, cái hỏi là nếu như chồng sắp cưới em đọc được tin nhắn này thì em có buồn không. Tỉnh lên em không nghĩ em đọc lén em không dám nói là em đọc lén, chị biết đâu mình đọc lén mà nên mình cứ ghi cái nỗi đau đó thôi. Chị nói rồi trà xong mà xuất hiện trong đời mình thì mình phải thầm trà chiếc quan âm mình siêu sinh tình độ cho nó luôn. Tự nhiên cái người ta có vợ có chồng có gia đình hạnh phúc mà tự nhiên cái hỏi em lấy chồng có buồn không, may là chồng em không trả lời có tin nhắn đó. Em sai rồi, ông trả lời cho tướng dụng khác. Ủa sao tôi chọn nhau em có gì? Ủa không em không có gì tôi về mời em thôi. Nói anh chào em, anh chụp tin nhắn xong gửi lại cho trà xanh đó là em kêu là chị phải gọi chắc chị đi. Nhưng mà thật ra đúng là quan trọng ở chỗ chồng của mình. Dĩ nhiên là cái sức chiến đấu của mấy cổ nó cũng sẽ cạn kiệt khi các cổ không thu lượng được thành quả gì. Mặc dù sức chiến đấu bây giờ nha. Nhưng mà quan trọng là đúng là cái người đàn ông họ kiên định được tới đâu thôi. Chứ bây giờ mình dẹp bao nhiêu cưng yêu cho vừa đúng không? Không, nhưng mà em cũng không đồng tình với cái đàn ông mà khi mà nhận được. Tức là hiểu rõ cái câu chuyện nhưng mà lại không có một cái sự giúp đỡ. Gọi là một cái sự ngăn cản. Nhưng mà mấy anh thì hay nói gì là ủa anh đâu trả lời. Đâu phải tòa mãn luôn, cái việc anh kiên lặng nó đã là một nhãn tội rồi. Nên các anh nếu như muốn đứng về phía của mình thì các anh cũng phải có những động thái rất cụ thể. Đúng. Để cho mấy là tôi cũng xây tường thầm chứ có nghĩa là quân địch ào tới thì tôi có đánh đâu nhưng mà tôi cứ nhiên rõ ràng thường thường chúng ta cũng có rất là nhiều người đeo đuổi nhưng mà chúng ta luôn rõ ràng đó không, tôi có chồng con, có chồng rất thương chồng con. Cái này thì lập thêm một chương trình nữa đặc biệt rồi tiêu diệt trả xanh. Thì cũng rất nhiều cùng rất nhiều những cái gọi là em gái mưa thì không có không lùi, mọi người đều có gia đình của mình nhưng mà vẫn cứ một cái kiểu gì đó là anh em rất là quan trọng cuộc đời anh vậy. Thì đàn ông thì hay kiểu giống như là đàn ông thì không có chi tiết cho nên là không để tâm tới anh đó, nhưng mà không được phải không là được quá chi từ từ. Em nhớ còn thêm một cái tâm lý nữa đó là đối với họ đó là một dạng chiến tích. Thực ra các anh không có nói là các anh đang ngoại tình nhưng việc mà các anh được các em gái mưa nhắn tin, việc mà các anh cảm thấy là mình ôm mình rất ngầu nha, mình có nhiều mối quan hệ ngoài giờ mình, mặc dù mình không làm chuyện quá giới hạn nhưng cái gì là giới hạn. Vậy thì thực ra các anh lấy những cái thông tin đó như một cái kiểu trang sức để make up cho để làm cho bản thân mình trở nên lung linh lên. Mình cũng có sức hấp dẫn để chi đi nọ thôi mà mình nói thì là mình cứ hay kiểu em làm quá là thấy bình thường dạ thôi ạ.
câu chuyện chúng ta là đại điểm mà chúng ta nên kết thúc.